Em định nghĩa như thế nào là một idol? Thì idol là những người giỏi và họ khá là đông fan hâm mộ. Cái điểm chung của những người idol này là như thế nào không ạ? Như kiểu anh với chị là đều đẹp trai xinh gái. Tự tin khoe cá tính của mình á. Em không muốn trở thành một idol. Thôi, em làm idol đâu nhá, em mau việc mà. Tại sao phải trở thành idol? Biết trước có kết quả như gì. Em muốn ạ, nhưng mà em hơi ngại. Ngại là nghĩa là như thế nào em nhỉ? Em ngại máy quay ạ. Cảm giác là mình chưa đủ tự tin thôi đúng không? Chuyển sự tự tin ấy. Thường em đứng trước máy quay em sẽ rất là sợ như kiểu một người xa lạ đứng trước em ạ. Nhưng mà em thấy các anh chị rất là tự tin nên là muốn học hỏi bí quyết của anh chị. Chị thì chị không phải là một người tự tin đâu, thật sự là hướng nội full time đấy. Kiểu phải làm những cái bài thuyết trình ấy là chị còn toàn phải đùn đẩy cho các bạn khác đi lên thuyết trình thôi. Sợ cái ánh mắt mà người ta nhìn mình ấy. Chị có bí quyết nào để luyện tập cái sự tự tin đó không ạ? Thật ra là chị có một cái cách như thế này nhá. Trước khi mà mình phải diễn cái gì đấy ấy, mình sẽ quay lại những cái khoảnh khắc mà mình diễn trước để mà mình xem lại được cái biểu cảm này, rồi cái thoại này, rồi cái ánh mắt của mình ấy, mình xem được là cái lần nào mình sẽ làm tốt nhất. Nhưng mà bị một cái là ngày xưa kiểu chị kiểu quay đi quay lại nhiều quá ấy. Nên là máy bị tan đi luôn thật sự. Nhưng mà kể từ khi mà chị sở hữu cái máy Galaxy A55 này thì thực sự là cái thời lượng pin của nó rất là tốt. Nên là chị có thể kiểu quay đi quay lại được, gọi là một người bạn đồng hành của chị trong cái việc mà được chị luyện tập cái sự tự tin. Em nhảy lên hình nhìn không tự tin, nhìn bị cứng đờ ạ. Nên là em không biết phải làm thế nào. Nhớ bài em ạ, thật sự phải nhớ bài. Thì lúc đấy mình chỉ kiểu gọi là nhìn thẳng vào máy và mình nở một nụ cười thật tươi. Khắc phục bằng việc là quay bằng cam trước rất là nét rồi, nhìn thẳng vào cam. Đúng rồi, mình nhìn được, gọi là mình nhìn được mặt mình, mình nhìn được động tác này thì mình sẽ cảm giác là mình tự tin hơn. Hoặc như là với chiếc Galaxy A55 này của Hậu thì có AI làm mịn da. Khi mà mình đẹp hơn thì cái độ tự tin của mình nó cũng sẽ tăng lên. Chắc chắn luôn. Tham gia một dance challenge. Nhưng mà em kiểu em bị ngại lắm. Thế là chị sẽ quay cùng em. Mình quay hai người chắc chắn là mình sẽ đỡ ngại hơn một người, được không? Dạ được, ok. Đi thôi. Thế đã thuộc bài chưa? Thuộc rồi. Tự tin chưa? Hứa tự tin nha, nhìn vào thẳng vào máy và cười. Anh chị cũng gọi là truyền nới cho em một chút cái sự tự tin của mình. Dạ, thật ra thì hôm nay em rất là hạnh phúc khi mà có cơ hội được gặp anh chị. Nên là em mong là xin ví của anh chị để follow tăng hun. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hành trình của chúng mình cùng với Awesome Academy. Và hy vọng những cái chia sẻ của chúng mình sẽ phần nào giúp đỡ các bạn trên con đường trở thành content creator. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.